Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính chào chư vị thiền hữu tri thức một ngày mới bình yên. Đây là chương trình mỗi ngày một mẫu chuyện thiền. Hôm nay con đến với quý vị một mẫu chuyện qua tựa đề là trả thù. Mẫu chuyện được kể như sau, kính mời quý vị lắng nghe nhé. Để chúng ta có thể rút ra được bài học nào đó, mong ứng dụng nó trong cái đời sống tu tập mỗi ngày. Có một chàng thanh niên nọ, vì rất là đau khổ cái tổn thương trong lòng, bởi vì anh ta mới bị phản bội tình bởi người mình thương. Thương yêu bao nhiêu anh ta đau khổ và hận thù bấy nhiêu, cho nên muốn trả thù cái người con gái ấy cũng như là cái người thứ ba bước qua cuộc tình của họ. Anh ấy định trả thù, hãm hại cả hai. Nhưng linh tính nào trong lòng khiến cho anh ta muốn tìm đến một câu trả lời của một bậc chân tu. Trước khi thực hiện hành động, anh ấy đã lên tham vấn một vị thiền sư và bộc bạch toàn bộ những gì mình trải qua và những gì mình sắp làm. Vị thiền sư thương tình và một cách từ tốn bằng một hành động bí mật như sau. Vị thiền sư đi vào trong, cầm ra ngoài một cái vật nhỏ nhỏ và tiến tới anh ta giéo một phát thiệt là đau trên cái tay của anh ấy và đưa ra một chai thuốc. Vị thiền sư nói, bây giờ anh làm như thế nào với cái vết bầm đó và chai thuốc này? Anh lấy nó để xoa lên người tôi và mong cho anh hết bệnh bằng cách tôi được anh xoa thuốc, hay là anh phải lấy chai thuốc này xoa lên người anh? Dạ con xoa lên người con. Đúng rồi, đó là bậc trí tuệ và anh đã có một quyết định đúng. Có một chút gì đó bắt đầu hiểu, vị thiền sư tiếp tục. Anh hãy nghe câu chuyện này nhé. Có một anh say rượu kia, sau khi về nhà và ngủ với một người bạn của mình cũng là một người đàn ông khác. Hai anh ngủ với nhau, trong khi anh say rượu ngứa mẩy quá chừng và cào cấu một cách suốt đêm như vậy. Sáng ngủ dậy, người bên kia quay ra thấy con người của mình sao mà xước trầy hết mà không biết lý do, một cách nghi ngờ quay qua bạn của mình mà hỏi, tôi thề tôi không bao giờ ngủ với ông nữa, tại sao qua đêm mà tôi lại bị trầy xước hết trơn? Và người say rượu cũng nói là, tôi thề tôi không ngủ với anh luôn, tôi thấy quá là nghi ngờ, một chuyện lạ luôn. Đêm hồi hôm tôi đâu có ngủ, tôi ngứa cả người mình, tôi cào cả đêm tôi nhớ vậy mà, sao bây giờ tôi cào vậy mà nó vẫn ngứa? Người cào á thì không biết cái thân nào là của mình, cái ngứa là chỗ nào mà để xác định hết. Đó là cái mê của kẻ say. Có người mà bị cào thì không biết mình đang bị cào, tức là cái mê của kẻ ngủ. Hai cái mê đó ở đâu? Nếu như mà anh chọn cái chai thuốc để anh sức cho tôi mà mong cho cái vết bầm của anh hết bệnh, đó là cái mê đó của hai người ấy ở trong lòng anh. Ở trong lòng có sao? Trước hết anh là cái người ngứa đó, anh gãi, mà bản thân anh không biết cái ngứa nó nằm ở đâu, cho nên anh đưa cái tay anh gãi tứ tung và anh gãi ra bên ngoài, anh không gãi đúng chỗ, và cả một đêm thức dậy anh vẫn còn ngứa mặc dù anh đã gãi cả đêm. Và cái người mà được gãi cũng ở trong anh á, chính là khi gãi mà mình không biết cái chỗ nào là ngứa, làm sao mình gãi cho đúng. Cho nên khi mà mình bị đau khổ mà mình không phát hiện ra nỗi khổ đã ở trong mình thì mình không có dừng lại cái thứ mà làm cho mình đau khổ được. Tức là cái anh chàng đang ngủ, nếu mà anh biết anh tỉnh thì anh đâu có để cho cái người kia gãi cho anh trầy xước đến vậy. Anh mê mờ và anh không biết, tức là anh không biết anh đang tổn thương, bởi vì anh không có ý thức được vết thương đang ở trong anh. Cũng giống như vậy, nếu như mà anh ý thức anh thương một người con gái, anh phải tìm hiểu họ như thế nào rồi anh mới tiến đến. Nếu anh không tìm hiểu, tức là anh không ý thức được cái vết thương trong lòng của ta, anh cũng không ý thức được vết thương trong lòng anh. Cô ấy cần gãi chỗ nào, anh cần gãi chỗ nào, anh không ý thức thì sau này anh hối hận, giống như anh chàng mà bị gãi cứ tỉnh dậy hối hận cũng là bởi vì lỗi của anh. Anh nằm với một người mê uống rượu và anh không đủ tỉnh táo để cái mê của người đó tác động lên con người của mình. Bản thân anh sống giữa thế gian này, anh phải ý thức được bên ngoài kia nó cũng mê, và nếu anh không tự làm cho mình tỉnh thì ít nhất anh cũng đừng có để bên ngoài kia cái mê của một người anh thương phản bội anh.
anh sống sau đó. Trước hết là anh đã tìm hiểu họ kỹ chưa? Thứ hai nữa là anh sống sau đó. Nếu anh tìm hiểu chưa kỹ mà anh tiến tới, đó là cái mê của anh giống như cái người ngủ, cái người bị gãi. Nếu mình tìm hiểu kỹ, anh chưa vội tiến tới. Rồi, nếu như mà anh đã sống và ăn ở với họ, thì anh sống cái sau đó và anh ý thức để cho họ đừng có phản bội anh đến cái mức mà anh hận thù họ. Bởi vì anh mê một mức nào đó, anh không phát hiện ra con người trước đó của họ và con người đang lúc anh sống với. Đó là phần lỗi của anh, đó là phần lỗi của người ngủ mà không tự mình biết mình đang bị người khác tạo ra đau khổ cho mình. Chứ anh không thể trước là trách họ được, trước là trách anh, tiên trách kỹ, hậu trách nhân. Một chuyện thứ hai, có một người và vị thiền sư ấy tiếp tục kể. Có một anh chàng nọ, vợ đang đợi ở nhà và luật của vợ là không được qua 10 giờ đêm mà về nhà, vợ sẽ khóa cửa. Bởi vì anh ta thường say xỉn, đêm nay cách sau đó anh ta cũng say xỉn trở về và không may té tai nạn, nhưng còn một chút may mắn là anh ta vẫn an toàn cơ thể, chỉ có cái mặt bị trầy xước. Rón rén vào trong nhà, mở cửa đi vào phòng tắm, nhìn lên gương và thấy mặt mày mình trầy xước hết trơn. Anh ta lặng lẽ lấy băng y tế để mà trị cái vết thương của mình, rồi vào ngủ lại. Sáng dậy, vợ anh ta buông một gáo nước tạt dậy và lôi anh ta vào trong phòng tắm, xối cho anh ta tỉnh dậy. Sau khi tỉnh, nhìn đến mặt gương và thấy toàn là băng y tế được dán ở trên đó. Có nghĩa là sao? Cái lúc anh chàng ấy say rượu, nhìn đến gương mặt mình bị trầy xước qua cái gương kia, nhờ gương mà thấy mình trầy xước. Nhưng mà anh mê đến nỗi anh tưởng cái gương kia là mặt mình, cho nên thay vì dán, thay vì trị, thay vì trị liệu cái gương mặt của anh ta cho bớt bệnh, thì anh ta làm cái việc đó bằng cách dán cái băng y tế đó lên mặt gương. Anh ta mê đến độ không xác định được đâu là cái vết thương đích thực. Nếu như cậu mà đi trả thù người đó, cả hai con người họ đi làm gì một cái gì đó bên ngoài kia, để thông qua việc làm đó mà cho lòng cậu bớt tổn thương, thì cậu hãy xem cái vết thương của cái người mê này nè. Qua một đêm, anh ta nghĩ là mình đã băng bó cái vết thương rồi, nhưng mà anh băng bó lộn chỗ. Vết thương qua một đêm nó nặng hơn, nó trầy xước, nó ô nhiễm, nó móc mòn một rỉ hơn. Cũng giống như vậy, nếu mà anh đi trả thù họ, anh quên đi cái vết thương của mình và anh đi thay đổi bên ngoài kia, anh đi làm gì bên ngoài đó, thì cuối cùng vết thương vẫn còn nguyên đó, hoặc là nó móc mòn một rỉ hơn, nó nặng nề hơn theo năm tháng, mà anh không có tạo ra một cái giá trị thay đổi nào cho đích thực bản thân mình hết cả. Cải trí với người mê khác nhau và giống nhau ở chỗ, cải trí với người mê đều giống nhau là đều có cái nỗi đau trong lòng ít hay nhiều. Nhưng cải trí là nhờ bên ngoài kia như giống như tấm gương để mình thấy nỗi đau trong lòng mà quay về chăm sóc, chuyển hóa lấy nó. Còn cái mê thì đổ thừa đau khổ trong lòng này là do tác nhân bên ngoài kia. Cho nên trong này mà khổ, trong này mà trục trặc, trong này mà tổn thương là do chỗ này, do chỗ kia. Cho nên mỗi lần trong này khổ là thay đổi chỗ này, thay đổi chỗ kia, thay đổi bên ngoài kia để mong thay đổi trong này. Và thay đổi ngoài kia không được thì cầu Chúa, cầu Phật, tức là mong thay đổi Chúa, thay đổi Phật luôn, để cho qua cái sự ban thưởng hay là mầu nhiệm hay là cứu rỗi của Chúa Phật, mình được bất khổ. Nếu làm theo cách đó, ta thay đổi cả thế gian, ta thay đổi cả Chúa Phật, nỗi khổ trong lòng mình cũng không bao giờ thay đổi. Ta đi xức thuốc cho hàng tỷ người đến thế gian mà ta không xức thuốc cho chính vết thương của mình, có gì thay đổi không? Không. Và khi ta đói, ta có nói đến chuyện đưa cơm cho người khác ăn để thông qua đó mình no không? Khi ta đói, mình phải ăn. Khi ta khát, ai uống mình hết khát? Không, mình phải uống. Khi ta bệnh, ai đó dùng thuốc để mình hết? Không, ta phải dùng. Nó cũng tương tự như vậy. Toàn bộ câu chuyện là ở trong này. Và ta hãy là người trí, chọn thế gian như là tấm gương kia, để nó là ân nhân mà nó làm cho mình thấy được cái mặt bị trầy xước, cái tâm bị tổn thương của mình. Một người làm cho mình sân, không ai làm cho mình sân hết đó. Cái sân nó ở trong này và bên ngoài kia là đối tượng để cho cái sân nó biểu hiện ra. Mình không sân với họ, mình cũng sân với người khác.
Như vậy hãy coi họ là ân nhân để mình chuyển hóa cái nỗi sân này, chứ không phải tránh họ mà mình bình an. Tránh dỗ dưa gặp dỗ dừa, mình không sân với người đó, mình ở một mình cũng cô đơn, mình cũng đi quậy để mình cũng kiếm chuyện, và mình kiếm chuyện là mình lại khổ. Mình khổ thì mình quay về mình chuyển hóa, chứ không phải mình đổ thừa họ. Vì nỗi khổ là chưa bao giờ bên ngoài kia bóc dục bỏ vô đây. Anh là một trai trẻ, yêu thương là chuyện bình thường, nhưng anh nên biết yêu là chết trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà được người yêu cho thì nhiều mà chẳng nhận bao nhiêu. Chết trong lòng một ít hay chết trong lòng một mớ, hay chết trong lòng gần hết. Bởi vì trái tim của anh là nguyên vẹn, anh không chú ý đến cuộc sống của mình, anh không có mặt cho con tim của mình một cách trọn vẹn, mà anh lúc nào cũng nghĩ suy tới người đó, hình ảnh của người đó khiến cho con tim của anh nó chỉ có một phần là sự có mặt của anh thôi. Lắm lúc anh ăn, anh ngủ, anh nghỉ thì nó mới được chăm sóc. Còn bằng không, anh tỉnh thức là anh nhớ tới họ. Như vậy con tim của anh nó chết trong lòng một ít, mỗi ngày một ít, mỗi ngày một ít, nó thành mỗi ngày một mớ, và mỗi ngày và gần hết con tim của anh, anh chết trong lòng một mớ. Và anh chết cho họ để anh đầu tư rằng họ đền đáp cho anh. Bây giờ họ không làm cho anh hài lòng thì họ đi chết cho người khác. Bởi vì họ không có nhu cầu chết cho anh thì anh cảm thấy đó là sự phản bội. Làm gì có tình yêu trong này. Yêu đích thực là thông qua người đó để cho anh được thấy rõ trọn vẹn con tim mình, chứ không phải chết con tim mình để yêu họ. Con tim anh chết làm sao anh yêu được ai. Anh phải sống về con tim với một năng lượng sống hoan hỷ, với một cái năng lượng sống dạt dào và có đầy hạnh phúc tươi mới trong đó, để người ta tới anh cho những thứ trong tim anh có. Anh chết trong con tim anh thì anh chỉ làm cho con tim của người khác chết. Và họ rất khôn khéo, họ đã đi trước khi mà anh làm cho họ chết. Đó là ý nghĩa của câu chuyện. Sau khi nghe xong, chàng trai cảm thấy thấm thía và lòng hận thù để trả đũa không còn nữa. Anh ấy từ dạo ấy trở thành một con người Phật tử, biết quay về với chính mình và làm mới, sống trong mỗi phút giây, và trở thành một bậc trí, lúc nào cũng lấy cuộc đời là tấm gương để soi rọi bao nhiêu rác rưởi trong ngoài, ở trong này biểu hiện ra, và lập tức quay về để chăm sóc lấy nó, chăm sóc lấy mình, là chăm sóc cả thế gian. Nam Mô Hoằng Hỷ Tạng Bồ Tát. Đó là bài học chúng ta có thể ứng dụng trong 24 tiếng đồng hồ của ngày hôm nay.